Kính chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý bà con dòng máy làm vỡ hạt bắp làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Bà con sử dụng máy nghiền vỡ ngô, bắp hạt được dùng như nghiền hạt ngô thành những mảnh nhỏ để làm thức ăn cho những loại gia cầm, gia súc, vật nuôi như gà, vịt, ngan, làm cám ngô nuôi heo, lợn vân vân. Sản phẩm sau lúc nghiền nhỏ sẽ giúp gia cầm, gia súc dễ ăn, dễ hấp thụ dinh dưỡng và dễ tiêu hóa hơn. Dinh dưỡng từ các loại hạt ngũ cốc nói chung hay bắp hạt nói riêng chế biến làm thức ăn cho trâu bò, lợn và gia cầm, chế biến thức ăn nuôi các công nghiệp vân vân. Ngô nghiền thành bột và có thể trộn theo thành phần và tỷ lệ khác nhau với bột sắn, khoai mì, cám gạo, khô dầu lạc, khô dầu đậu tương, bột cá, vỏ tôm, vỏ sò vân vân để chế biến làm các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Máy nghiền vỡ ngô thành mảnh là sản phẩm đang được thị trường rất ưa chuộng bởi nó gọn nhẹ, năng suất lại rất cao. Chiếc máy nghiền ngô này vỡ mảnh lên 500 kg đến 100 kg mỗi trên giờ rất nhanh và đẹp. Máy có chức năng nghiền hạt bắp vỡ ra riêng, cám ra riêng rất tiện dụng và sạch sẽ. Máy đập ngô vỡ mảnh ZP1000 được sử dụng để đập nhỏ hạt ngô thành mảnh vụn. Máy có tỷ lệ nghiền ngô thành bột mịn khoảng 25% và nghiền ngô mảnh là 75%. Năng suất nghiền thành mảnh đạt từ 500 kg đến 1000 kg trong 1 giờ. Máy đập bắp vỡ mảnh có động cơ điện 75kW, một bộ khung và chân máy, một phễu nạp nguyên liệu, hai cửa xả sản phẩm. Máy chạy nguồn điện 380V, tốc độ động cơ đạt 1450 vòng phút. Với kiểu thiết kế nhỏ, gọn, năng suất cao, máy đập ngô vỡ mảnh ZP1000 được rất nhiều trang trại chăn nuôi trên cả nước lựa chọn sử dụng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.